Xin chào các bạn, khi nào thì thông xe cầu vượt song hành mở rộng tại nút giao Mai Dịch? Đây có lẽ là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm tại thời điểm này, đặc biệt là những ai mà hàng ngày đi lại trên cung đường có đi qua nút giao Mai Dịch đúng không ạ? Có rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao cầu đã hoàn thành việc thi công mà chưa đưa vào khai thác sử dụng? Dưới góc độ của người tham gia giao thông thì câu hỏi này rất bình thường khi mà trong những ngày gần đây, chúng ta có thể quan sát thấy gần như tất cả các hạng mục thi công cầu đã hoàn thiện rồi. Tuy nhiên dưới góc độ về kỹ thuật xây dựng và quản lý dự án thì công trình đã đủ điều kiện đưa vào khai thác hay chưa? Và trong video này chúng ta hãy cùng xem và phân tích để có cái góc nhìn trực quan hơn, đồng thời hiểu rõ lý do tại sao nha. Vị trí dự án cầu vượt thép song hành được đầu tư xây dựng tại nút giao Mai Dịch - Xuân Thủy - Vành Đai 3 thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện tại đây là nút giao thông khác mức gồm 3 tầng phương tiện giao thông lưu thông, với tầng 1 là nút ngã tư giao cắt, tầng 2 là cầu vượt nút giao theo hướng Vành Đai 3 trên cao và tầng 3 là tuyến đường sắt metro Nhổn - ga Hà Nội. Phạm vi đầu tư dự án gồm 2 đơn nguyên cầu thép nằm ở hai phía của cầu vượt nút giao Mai Dịch cũ theo hướng đi Vành Đai 3 trên cao. Về quy mô đầu tư, dự án xây dựng cầu vượt song hành tại nút giao Mai Dịch có tổng mức đầu tư khoảng trên 340 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản chiếm phần lớn và nguồn vốn đối ứng trong nước một phần. Quy mô mặt cắt ngang mỗi đơn nguyên cầu rộng 7,75 m, bao gồm một làn xe cơ giới rộng 3,75 m, một làn xe thô sơ rộng 3 m và bề rộng G lan can cộng với giải an toàn hai bên tổng cộng là 1 m. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai bên của mỗi đơn nguyên cầu khoảng 700 m, kết cấu mố trụ bằng bê tông cốt thép, kết cấu dầm cầu bằng thép tổ hợp, kết cấu bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép liên hợp. Dự án cầu vượt song hành Mai Dịch được khởi công vào ngày 14 tháng 2 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Công trình thì do Ban Quản lý Dự án Thăng Long của Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là tập đoàn Taisei của Nhật Bản. Đây là đơn vị cũng có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn và trọng điểm ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng rồi. Về hiện trạng, tại nút giao ngã tư dưới gầm cầu vượt thì chúng ta có thể quan sát thấy toàn bộ đảo phân làn, phân luồng tại nút giao xung quanh các trụ cầu đã được hoàn thiện. Công tác thảm lại mặt đường đã xong. Tất cả hệ thống rào chắn thi công đã được tháo dỡ từ những ngày đầu tháng 4, trả lại sự thông thoáng cho các luồng phương tiện lưu thông qua nút giao cắt này. Ở phía trên hai đơn nguyên cầu vượt thép song hành thì tất cả các hạng mục thi công chính đã hoàn thiện xong từ cuối tháng 3. Và có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao lại có nhiều người thắc mắc đến vậy về thời gian thông xe dự án cầu vượt song hành này. Mặc dù chưa đưa vào vận hành nhưng hiện tại việc lưu thông qua nút giao cắt này đã dễ thở và thông thoáng hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây một tháng trước rồi. Để giải thích cho lý do tại sao tại thời điểm này dự án vẫn chưa đưa vào khai thác, theo góc nhìn cá nhân mình thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta có thể quan sát thấy tại thời điểm này, việc thi công các hạng mục an toàn giao thông trên cầu vẫn chưa hoàn thiện tuyệt đối. Thời điểm quay video ngày 26 tháng 4, vẫn thấy một số công nhân đang sơn phản quang bề mặt gờ lan can cầu để dẫn hướng cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Và bất kỳ một hạng mục nào với mục đích đảm bảo an toàn giao thông chưa hoàn thiện thì sẽ chưa thể đưa cầu vào khai thác vận hành được. Thứ hai, dự án này có nguồn vốn vay ODA, lại do Ban Quản lý Dự án Thăng Long của Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành khai thác sau này là thành phố Hà Nội, cho nên chắc chắn công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng cho đơn vị thụ hưởng sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn và mất nhiều thời gian hơn so với các dự án mà thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư rồi, đặc biệt là đối với các cái dự án mà nhận được sự quan tâm của người dân như dự án này. Xin được nói thêm về công tác tổ chức giao thông sau khi đưa vào vận hành. Như chúng ta đã biết thì cầu vượt Mai Dịch cũ được xây dựng trước khi có quy hoạch phần đường trên cao Vành Đai 3 của Hà Nội. Do vậy, khi đường Vành Đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân đến Mai Dịch và đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long hoàn thành, cầu vượt Mai Dịch nằm ở giữa lại không kết nối cùng mặt bằng với đường trên cao. Trong khi đường Vành Đai 3 trên cao thì chỉ dành cho ô tô, nhưng tại vị trí cầu vượt Mai Dịch hiện tại lại cho phép cả xe máy và ô tô cùng di chuyển. Điều này đã làm hạn chế năng lực lưu thông, mất an toàn giao thông và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại vị trí này. Chính vì lý do đó mà hai đơn nguyên cầu vượt song hành bằng thép tại nút giao Mai Dịch đã được đầu tư xây dựng. Và sau khi thông xe, phần cầu vượt Mai Dịch cũ sẽ chỉ dành cho các phương tiện lưu thông hai chiều từ đường Vành Đai 3, đảm bảo tốc độ lưu thông qua cầu vượt là 80 km/h. Và phần cầu vượt song hành mới sẽ phục vụ cho các phương tiện lưu thông trong nội đô thôi. Như vậy, đến thời điểm này, cho dù vì lý do gì, thì tất cả mọi người đều rất hy vọng trong một vài ngày sắp tới thôi, dự án cầu vượt song hành tại nút giao Mai Dịch sẽ được đưa vào khai thác để phục vụ bà con đi lại, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao phức tạp này. Và nếu các bạn biết thêm thông tin gì về dự án, xin hãy để lại comment phía dưới video để mọi người cùng theo dõi nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ nhóm biên tập thêm nhiều video nữa về các dự án xây dựng nhé. Xin cảm ơn.